Không ai có thể ngờ được rằng Tôn Ngộ Không vẫn còn một người đại ca khi sắp bị Phật Tổ Như Lai trấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn. Tôn Ngộ Không đã bất đắc dĩ nói ra bí mật này: "Như Lai ông không thể trấn áp ta, nếu như ông dám trấn áp lão Tôn thì đại ca của lão Tôn nhất định sẽ không tha cho ông." Phật Tổ Như Lai nghe xong thì không khỏi bật cười: "Thiên địa vạn vật đều nằm trong pháp nhãn của ông ta, Tôn Ngộ Không được sinh ra từ một cục đá thì lấy đâu ra đại ca chứ?" Không để Tôn Ngộ Không nói thêm gì, một luồng ánh sáng màu vàng kim lướt qua, Phật Tổ Như Lai nhấc bàn tay lên đi kèm là một tiếng nổ lớn. Cả ba giới cũng bị chấn động theo, Tôn Ngộ Không nháy mắt đã bị đè bên dưới Ngũ Chỉ Sơn. Lúc này Tôn Ngộ Không chỉ nhỏ như một con kiến vậy, căn bản không có chút cơ hội phản kháng nào cả. Tôn Ngộ Không sử dụng tất cả những pháp thuật mà mình biết nhưng đều không thể thoát được sự khống chế của Ngũ Chỉ Sơn. Không còn cách nào khác, Tôn Ngộ Không chỉ đành ngẩng đầu lên trời và cầu cứu: "Đại ca mau đến cứu ta." Phật Tổ Như Lai ngồi trên đám mây đương nhiên là cũng nghe thấy tiếng kêu cứu của Tôn Ngộ Không, tưởng rằng là Tôn Ngộ Không đang cầu xin sự tha thứ của mình nên không khỏi lầm bầm tự nhủ: "Sao lại gọi đại ca mà không phải là gọi bố chứ?" Như Ma Vương ở trong góc tối cũng nghe thấy tiếng cầu cứu của Tôn Ngộ Không, tưởng rằng là Tôn Ngộ Không đang cầu cứu mình nên không nhịn được mà nhìn thử. Nhưng khi thấy Tôn Ngộ Không bị đè bên dưới Ngũ Chỉ Sơn thì cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, sau đó thầm nhủ bản thân là lực bất tòng tâm nên hy vọng Tôn Ngộ Không đừng trách. Tôn Ngộ Không gọi nhiều tiếng như vậy vẫn không thấy ai xuất hiện thì thầm nghĩ chẳng lẽ đại ca không còn ở trong tam giới nữa, mà đang ở trong một thế giới khác. Lúc này một người đàn ông mặc áo choàng đen bỗng có cảm ứng lầm bầm rằng Ngộ Không đang cầu cứu mình. Tôn Ngộ Không đương nhiên là vẫn chưa từ bỏ việc cầu cứu, không ngừng lớn tiếng gọi đại ca. Trong nháy mắt bầu trời vốn tươi sáng trong xanh bỗng nhiên bị mây đen vây kín, bầu trời của tam giới bị một màu đen bao phủ. Như Lai đang chuẩn bị rời đi không khỏi nhíu mày, hiện tượng này có chút quỷ dị, giống như có một loại sức mạnh khổng lồ đang âm thầm thâu tóm tất cả. Tôn Ngộ Không vốn đang lo lắng không thôi lại đột nhiên mỉm cười vì biết đại ca đã đến. Lúc này Tôn Ngộ Không kích động hét lớn: "Đại ca đệ ở đây, mau đến cứu đệ với." Bóng đen từ từ bao trùm cả tam giới, lúc này không trung xuất hiện một lỗ hổng hình tròn. Một bóng người màu đen nhìn về phía phát ra tiếng nói của Tôn Ngộ Không, thân hình từ từ bước ra khỏi vòng tròn và xuất hiện trước mặt của Tôn Ngộ Không. "Đã có chuyện gì vậy hả Ngộ Không?" Người áo đen nhìn Tôn Ngộ Không bị trấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn thì bình thản lên tiếng hỏi. Vốn tưởng rằng bản thân trước đây đã từng nhắc nhở Tôn Ngộ Không thì Tôn Ngộ Không sẽ không tiếp tục đi trên con đường cũ do thần Phật sắp xếp nữa, không ngờ rằng đến cuối cùng vẫn không thể thay đổi được gì cả. Hắn không thích bị vận mệnh chi phối, hắn muốn được làm chủ vận mệnh. "Ngộ Không đừng sợ, đại ca cứu đệ ra đây." Tôn Ngộ Thiên nói xong thì vung tay lên, Ngũ Chỉ Sơn đè trên người Tôn Ngộ Không lập tức hóa thành hư vô. Tôn Ngộ Không vùng dậy, gương mặt không giấu được sự ngại ngùng. Trước đây đại ca từng nhắc nhở bản thân, không ngờ rằng bản thân vẫn mắc phải bẫy của Như Lai. Tôn Ngộ Thiên đưa tay xoa đầu của Tôn Ngộ Không nói: "Chỉ cần biết sai và sửa là được." Tôn Ngộ Không vội vàng gật đầu. Tôn Ngộ Thiên nói xong thì ngẩng đầu nhìn lên trời bình thản mở lời: "Đã đến lúc xử lý những kẻ dám bắt nạt đệ rồi." Thật ra khi Tôn Ngộ Thiên xuất hiện, rất nhiều những đôi mắt của tam giới đều hướng đến hắn, chúng đều muốn xem thử người mang đến bóng tối cho tam giới là ai. Nhưng khi Tôn Ngộ Thiên chỉ cần vung tay là có thể khiến cho Ngũ Chỉ Sơn biến thành hư vô thì những kẻ đang trốn trong bóng tối nhìn trộm đều hiểu ra người trước mắt chính là đại ca mà Tôn Ngộ Không nói đến, sức mạnh chắc chắn không hề thấp hơn Tôn Ngộ Không. "To gan lắm." Lúc này từ trên cao vang xuống một giọng nói, Tôn Ngộ Thiên ngẩng đầu nhìn thử, đối mặt thẳng với đôi mắt của Như Lai, A Di Đà Phật Như Lai hiện ra chân thân, hai tay chắp lại trang nghiêm thần thánh. Còn Tôn Ngộ Thiên mặc áo choàng đen, hai tay chắp ở sau lưng, bình thản giới thiệu rằng mình là Tôn Ngộ Thiên, anh trai của Tôn Ngộ Không. Như Lai nghe thấy cái tên này thì cảm nhận được cảnh giới của Tôn Ngộ Thiên đang nằm ở cảnh giới chuẩn thăng. Như Lai và những người đang núp trong bóng tối đều có chút bất ngờ, bởi vì họ không thể nhìn thấy bất kỳ thông tin gì liên quan đến Tôn Ngộ Thiên cả, tất cả đều trống rỗng giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Lúc này Tôn Ngộ Thiên bất ngờ hỏi rằng: "Như Lai là ông bắt nạt em trai của ta Tôn Ngộ Không, ông có biết bắt nạt em trai ta sẽ phải trả giá như thế nào không?" Như Lai nghe xong thì không khỏi cảm thấy nực cười, ông ta thân là Phật tổ trong tam giới này, từ thần Phật đến yêu ma chưa có ai dám dùng giọng điệu tương tự nói chuyện với ông ta cả. Như Lai không mấy để tâm, chỉ coi như là lời nói ngông cuồng của kẻ thiếu hiểu biết. Lúc này Tôn Ngộ Thiên tiếp tục lên tiếng: "Bắt nạt em trai ta thì sẽ phải dùng tính mạng để trả giá, không biết ông đã chuẩn bị tinh thần xong chưa?" Tôn Ngộ Thiên ánh mắt bên dưới mũ áo choàng nhìn chằm chằm về phía của Như Lai, một luồng sắc khí từ từ toát ra, thời gian giống như ngừng lại, đại chiến cũng sẵn sàng xảy ra bất cứ lúc nào. Tôn Ngộ Không lại gần đại ca nhẹ giọng nói rằng: "Lão hòa thượng này có chút lợi hại, nhất định phải cẩn thận." Tôn Ngộ Thiên an ủi Tôn Ngộ Không: "Cứ yên tâm, chỉ là một con lừa chọc, hắn có thể dễ dàng trấn áp bất cứ lúc nào, không cần phải quá lo lắng." Như Lai nghe xong thì càng cảm thấy nực cười hơn, đúng thật là đại ca của Tôn Ngộ Không, đến cách ăn nói cũng giống nhau như vậy. Lúc này sát ý trên người Tôn Ngộ Thiên bốc lên một cách mãnh liệt hơn, những kẻ nấp trong bóng tối ở tam giới dường như cũng cảm nhận được gì đó bắt đầu có chút dao động. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện giữa bóng tối, chúng sinh tam giới giống như bụi trần. Như Lai lúc này cũng cảm nhận được một nguồn sức mạnh đáng sợ, thấy vậy không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hai tay lập tức kết ấn, Phật quang trên người lóe lên chói mắt. Như Lai không hề do dự mà đánh thẳng về phía cánh tay khổng lồ kia, bàn tay màu vàng xuất hiện xung quanh lập tức nổi lên cuồng phong, hào quang của cánh tay cũng được đẩy lên đỉnh điểm.
Như Lai thần trưởng ca chạm với bàn tay khổng lồ màu đen, hai bên giằng co cảnh tượng kinh người vô cùng đáng sợ. Cơ thể của Như Lai bất ngờ phát ra chấn động, khi bàn tay khổng lồ màu đen rơi xuống, tam giới cũng bị rung chuyển theo. Lúc này những thế lực trốn trong bóng tối đều không dám tin rằng bàn tay khổng lồ màu đen mà mình nhìn thấy lại có sức ảnh hưởng đáng sợ như vậy. Không có ai trong tam giới có thể địch lại được cả. Lúc này chủ của Phật môn Phật tổ Như Lai có còn sống không? Những thế lực trốn trong bóng tối của tam giới đều không dám tin vào những gì mà bản thân nhìn thấy. Khi mọi người đều đang lo lắng cho sống chết của Như Lai thì thân hình của Như Lai từ từ hiện ra giữa khói bụi, hóa ra là được 12 tòa kim liên trên đỉnh đầu bảo vệ. Tuy là Phật tổ của Phật môn nhưng lần này Như Lai cũng bị thương không nhẹ, nhìn vào vô cùng nhếch nhác đáng thương. Tôn Ngộ Thiên chắp tay sau lưng nhìn từ trên cao xuống, tà áo màu đen bay lượn trong gió toát lên vẻ thần bí khiến người khác phải khiếp sợ. Nhìn thấy Như Lai được 12 tòa kim liên bảo vệ, hắn bình thản nói rằng: "Như Lai, ta cho ông một cơ hội sống, giao 12 tòa kim liên ra, ta có thể suy nghĩ đến việc tha cho ông một mạng." Như Lai nghe xong thì vô cùng tức giận, giỏi cho anh trai của Tôn Ngộ Không, ngươi tưởng rằng mình là ai chứ, thật sự tưởng rằng bản thân không gì là không thể sao? Ngươi nghĩ Phật môn chúng ta không có người sao? Bản tọa thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng cũng không phải là thiên hạ vô địch, muốn có được 12 tòa kim liên trong tay của bổn tọa sợ rằng ngươi vẫn chưa có được bản lĩnh đó. Tôn Ngộ Thiên cười lạnh, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của Như Lai, giơ tay ấn mạnh đầu của Như Lai xuống, một tiếng nổ lớn vang lên, đất trời cũng rung chuyển theo. Một cái hố lớn xuất hiện, Như Lai lúc này đã không còn bất cứ khả năng phản kháng nào nữa rồi, một chưởng ban nãy của Tôn Ngộ Thiên đã làm tổn thương đến căn nguyên của ông ta. Như Lai bây giờ chỉ có thể để mặc cho đầu của mình bị ấn trên nền đất phát ra những tiếng ma sát chói tai. Từ khi khai thiên lập địa đến giờ, Như Lai chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục lớn như vậy cả. Tôn Ngộ Thiên tung người nhảy lên nhìn khắp tam giới và nói rằng, trong mắt của ta bất kể là ngươi hay là Phật môn đều không khác gì sâu bọ cả. Giọng nói của Tôn Ngộ Thiên trầm thấp dịu dàng nhưng ngữ khí lại vô cùng bá đạo ngang ngược, khí chất phát ra từ người của Tôn Ngộ Thiên khiến cho những kẻ đang trốn trong góc tối của tam giới phải run sợ. A Di Đà Phật, một tiếng niệm Phật vang lên, hào quang tỏa sáng, mọi người cùng nhau nhìn thử, người đến là Quan Thế Âm Bồ Tát, một trong ngũ môn đại phương của tam giới. Tôn Ngộ Thiên nghe thấy tiếng niệm Phật thì ngẩng đầu lên nhưng vẫn không hề bỏ qua cho Như Lai mà đem đầu của Như Lai đạp dưới chân. Lúc này tam giới im lặng một cách đáng sợ. Tất cả mọi người đều không dám nghĩ đến Tôn Ngộ Thiên sẽ làm đến bước đó. Những kẻ trốn trong bóng tối của tam giới đều không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Quan Âm Bồ Tát thấy vậy thì hét lên một tiếng yêu nghiệt, còn không mau thả Phật tổ ra. Ngữ khí ngang ngược bá đạo căn bản không coi Tôn Ngộ Thiên ra gì cả. Đây là coi Tôn Ngộ Thiên không khác gì những tiểu yêu khác cả. Tôn Ngộ Thiên nhìn Quan Âm giữa không trung bình thản nói rằng, ta không thích người khác đứng ở chỗ cao hơn mình. Lời nói của Tôn Ngộ Thiên vừa dứt, một nguồn áp lực bất ngờ từ trên cao giáng xuống đè thẳng lên người của Quan Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát không kịp hóa giải đã bị đè ngã trên nền đất. Quan Âm từ từ tỉnh lại muốn bò dậy khỏi nền đất nhưng lại bị áp lực đè nặng căn bản không thể nào cử động được. Mặc cho Quan Âm có cố gắng phản kháng thế nào thì cũng đều không thể thoát được sức ép vô hình đó. Khoảnh khắc này Quan Âm mới từ từ tỉnh ngộ ra, dùng ánh mắt đầy khó tin nhìn về phía của Tôn Ngộ Thiên. Lúc này những thế lực khác của tam giới cũng đều ở trong trạng thái ngạc nhiên. Sự thất bại của Như Lai lúc trước mọi người ít nhất còn có thể nhìn thấy chiêu thức của Tôn Ngộ Thiên, còn Quan Âm lần này họ căn bản không kịp nhìn rõ là đã có chuyện gì xảy ra. Sức mạnh của Tôn Ngộ Thiên quả là không thể đoán được, khiến người ta sợ hãi không thôi. Nhưng Tôn Ngộ không luôn nằm dưới sự giám sát của Phật môn thì lấy đâu ra một người đại ca lợi hại như vậy chứ? Mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Có điều tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi, việc cần làm trước mắt là phải nghĩ cách giải cứu Phật tổ và Quan Âm Bồ Tát. Trận chiến này đã khiến cho họ chịu nỗi nhục trước nay chưa từng có, mặt mũi của Phật môn cũng mất sạch. A Di Đà Phật, lại thêm một tiếng niệm Phật nữa vang lên, trên cao xuất hiện một bóng người tay cầm bảo kiếm, cả người toát ra một nguồn khí thức uy nghiêm đáng sợ. Người này là Văn Thù Bồ Tát, một trong tứ đại Bồ Tát của Phật môn, đồng thời cũng là một trong những đại năng của tam giới. Tôn Ngộ Thiên nhìn Văn Thù Bồ Tát bình thản nói, từng người nối nhau là muốn đến tìm chết sao? Văn Thù Bồ Tát không thèm để tâm đến những lời Tôn Ngộ không nói, bởi vì cái kết của Quan Âm đã hiện ngay trước mắt, ông ta không cho Tôn Ngộ Thiên có cơ hội ra tay. Bảo kiếm trong tay chém xuống, yêu nghiệt tiếp chiêu bảo kiếm từ trên cao giáng xuống, kiếm khí sắc lạnh mang theo một luồng áp bức đáng sợ. Tôn Ngộ Thiên từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, khi bảo kiếm áp sát lại gần thì lập tức dừng lại tại chỗ, căn bản không thể tiếp tục tiến về phía trước được nữa. Trong nháy mắt, bảo kiếm bỗng biến thành hư vô và tan biến giữa không trung. Văn Thù Bồ Tát nhìn bảo kiếm của mình bị Tôn Ngộ Thiên hóa giải dễ dàng như vậy thì cả người ngơ ngác tại chỗ, bởi vì không có ai rõ hơn ông ta về sức mạnh của đòn đánh ban nãy. Văn Thù Bồ Tát căn bản không nương tay chút nào cả, còn Tôn Ngộ Thiên thì không có phản ứng gì đã có thể khiến cho bảo kiếm hóa thành hư vô. Quả là khiến cho người khác vô cùng bất ngờ, khiến cho người khác vô cùng khó tin. Tôn Ngộ Thiên nhìn Văn Thù Bồ Tát vẫn đang ở trong trạng thái ngơ ngác thì bình thản nói rằng, kiếm suốt rồi thì ngươi cũng nên xuống rồi. Lời nói của Tôn Ngộ Thiên giống như là có ma lực gì đó. Sau khi lời nói vừa dứt thì Văn Thù Bồ Tát ở giữa không trung lập tức cảm nhận được sức ép khổng lồ từ trên cao giáng xuống. Tuy đã rút kinh nghiệm từ Quan Âm Bồ Tát trước đó cũng đã có chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi sức mạnh đáng sợ đó ép xuống thì Văn Thù Bồ Tát mới thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Ông ta căn bản không thể nào phản kháng được. Sau một tiếng nổ lớn thì cũng bị đè xuống nền đất.
Khi khói bụi tan đi, văn thủ thế nào, mọi người đều có thể đoán được. Xung quanh ngoại trừ khói bụi ra thì không có chút âm thanh nào cả. Mọi người đều bị sức mạnh đáng sợ này dọa cho không nói nên lời. Tam đại chuẩn thăng của Phật môn bị đánh bại đủ để làm mới cách nhìn của các thần tiên về khái niệm cường giả. Nhưng Tôn Ngộ Thiên biết đây không phải là gốc của Phật môn. Phật môn rất mạnh, sau lưng vẫn còn thánh nhân. Năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thật ra chỉ là một vở kịch do Như Lai bày ra mà thôi. Mục đích là muốn dụ Tôn Ngộ Không phạm lỗi, tìm một lý do hợp lý chấn áp nó dưới Ngũ Chỉ Sơn, sau đó cử Đường Tăng đi giải cứu. Sau khi thành lập quan hệ sư đồ thì đưa Tôn Ngộ Không đến Tây Thiên lấy chân kinh, từ đó có thể chấn hưng Phật môn. Đương nhiên những điều này cũng chỉ có Tôn Ngộ Thiên biết mà thôi. Hơn nữa Tôn Ngộ Thiên cũng từng nhắc nhở Tôn Ngộ Không đừng mắc bẫy. Đáng tiếc là Tôn Ngộ Không vẫn bị Như Lai kích động và bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn. Tôn Ngộ Thiên nghĩ đến đây thì không khỏi tức giận, ngẩng đầu chờ xem còn ai của Phật môn dám xuất hiện ứng chiến. Lúc này Phật Di Lạc đi ra từ trong bóng tối, trong tam giới chỉ có người của Phật môn mới có thể tùy ý tung hoành. Yêu nghiệt ở đâu đến mà dám ngang ngược như vậy chứ? Tôn Ngộ Thiên nhìn Phật Di Lạc không khỏi cảm thán đãi ngộ của Phật môn quả không tệ, hắn không nhịn được mà hỏi ngươi là ai? A Di Đà Phật, bản tọa là Phật Di Lạc Đông Lai Phật Tổ, hóa ra là ngươi. Tôn Ngộ Thiên căn bản không có chút ngạc nhiên nào cả, một Phật tương lai mà thôi, chỉ có một mình ngươi đến sao? Phật môn vẫn còn rất nhiều cường giả trong bóng tối, trong mắt của Tôn Ngộ Thiên chỉ một mình Phật Di Lạc xuất hiện thì không đủ để ra tay, muốn đánh thì phải đánh một chùm. Phật Di Lạc đương nhiên là cũng nhìn ra nên kiêu ngạo nói rằng, đối phó với ngươi chỉ cần một mình bản tọa là đủ. Tôn Ngộ Thiên nghe vậy thì khẽ nhếch mép cười, người của Phật môn đều tự tin như vậy sao? Phật Di Lạc không nhiều lời muốn lấy ra pháp bảo, nhưng không đợi pháp bảo xuất hiện, Tôn Ngộ Thiên đã từ trên cao giáng xuống giáng cho Phật Di Lạc một đòn nhớ đời. Một tiếng nổ lớn vang lên, đất trời rung chuyển, Phật Di Lạc ngã xuống đập ra một cái hố lớn. Tôn Ngộ Thiên chắp tay đứng giữa không trung và nói rằng chỉ mình ngươi căn bản không đủ khởi động, khí tức xung quanh Tôn Ngộ Thiên thổi bay bụi trần. Thân hình của Phật Di Lạc cũng xuất hiện ở phía bên dưới, dáng vẻ thảm hại nằm giữa hố sâu, trên đầu còn có một vết sẹo rõ ràng. Phật Di Lạc nằm trong hố, miệng không ngừng ho ra máu tươi, một đá này của Tôn Ngộ Thiên khiến Phật Di Lạc bị nội thương rất mạnh. Tôn Ngộ Thiên bình thản nói rằng, vì tôn trọng Phật tổ của Phật môn các ngươi nên không để các ngươi ngã xuống quá khó coi, ta chỉ dùng một chiêu, không ngờ được đến một chiêu này các ngươi cũng không đỡ được. Ngươi làm thế nào trở thành Phật tương lai của Phật môn vậy? Chẳng lẽ nào dựa vào thân hình to béo của ngươi sao? Những lời nói của Tôn Ngộ Thiên không khác gì một con dao đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng của Phật Di Lạc. Phật Di Lạc tiếp tục ho ra máu tươi, cả người ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Phật Di Lạc là bị chọc tức đến ngất đi. Trong tương lai, chuyện này sẽ trở thành chủ đề nói chuyện của khắp tam giới. Lúc này Như Lai nhìn về phía Phật Di Lạc không nhịn được mà khẽ thở dài. Không phải là đến cứu ông ta sao? Hết người này đến người khác ra mặt, đến cuối cùng đều bị đánh cho không ngẩng nổi đầu lên, không thể cùng nhau hợp sức hạ gục Tôn Ngộ Thiên sao? Nghĩ đến đây một tiếng A Di Đà Phật nữa lại vang lên, Nhiên Đăng xuất hiện, hai tay hợp lại Phật quang xuất hiện nhìn thẳng về phía của Tôn Ngộ Thiên giữa không trung. Nhiên Đăng, Tôn Ngộ Thiên gọi thử một câu. Chính là Bần Tăng, thí chủ, Bần Tăng thấy thí chủ có duyên với Phật môn ta, không bằng gia nhập Phật môn ta, với năng lực của thí chủ tất sẽ có Phật vị trong Phật môn ta. Tôn Ngộ Thiên mỉm cười nói rằng gia nhập Phật môn sao, ta không có hứng thú, ta chỉ biết người không phạm ta, ta không phạm người. Các ngươi bắt nạt em trai Tôn Ngộ Không của ta, thân là đại ca ta đương nhiên là phải lấy lại công bằng cho nó rồi. A Di Đà Phật, Nhiên Đăng khẽ niệm Phật, nếu như thí chủ đã chấp mê bất ngộ như vậy thì Bần Tăng chỉ có thể ra tay độ hóa thí chủ mà thôi. Nhiên Đăng nói xong thì tỏa ra Phật quang, kim thân xuất hiện vô cùng bắt mắt. Có những người đi trước rút kinh nghiệm, Nhiên Đăng cũng không dám lơ là, vừa ra tay đã sử dụng tuyệt chiêu, Phật quang phổ chiếu, kim thân của Nhiên Đăng vung tay về phía của Tôn Ngộ Thiên. Tôn Ngộ Thiên khẽ quay người dùng tay làm kiếm tiến hành phản công, kiếm khí bao trùm một nguồn sức mạnh khổng lồ cứ vậy bắn thẳng về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã chặt đứt cánh tay đang túm về phía Tôn Ngộ Thiên. Còn chưa đợi Nhiên Đăng kịp phản ứng lại, Tôn Ngộ Thiên đã bồi thêm một đòn chém thẳng lên kim thân của Nhiên Đăng. Một tiếng nổ lớn vang lên, dư chấn mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, kim thân của Nhiên Đăng cũng từ từ rơi xuống. Tôn Ngộ Thiên chắp tay đứng giữa không trung nói rằng, tất cả Phật của Phật môn cũng chỉ như vậy, đều không chịu nổi một đòn của ta, trong Phật môn vẫn còn có ai không phục thì có thể đứng ra. Tôn Ngộ Thiên nói xong thì nhìn một vòng bá khí bức người, dáng vẻ vô cùng uy phong, Tôn Ngộ Không lộ ra ánh mắt đầy sùng bái. Tôn Ngộ Không biết đại ca của mình rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy, đúng thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Sau khi Nhiên Đăng bị đánh bại thì không còn ai chịu đứng ra nữa, những người vừa bị đánh bại có ai không phải là đại năng của Phật môn chứ, như vậy rồi còn ai mà dám ứng chiến nữa. Đợi mãi không thấy có thêm ai xuất hiện, Tôn Ngộ Thiên nói rằng nếu như Phật môn đã không có người vậy thì ta sẽ giết chết họ. Lời nói vừa dứt, nhiệt độ của tam giới đột nhiên giảm mạnh, ánh mắt của Tôn Ngộ Thiên hướng về những người vừa bị mình đánh bại, dựa theo thứ tự thì bắt đầu từ Như Lai vậy. Tôn Ngộ Thiên ngưng tụ ra kiếm khí ra lệnh cho nó chém thẳng về phía của Như Lai. Trong lòng Như Lai vô cùng lo lắng, khi ông ta chuẩn bị đối mặt với cái chết thì một bất ngờ lớn đã xảy ra. Muốn biết Như Lai có thể thoát được kiếp nạn này hay không thì cùng chờ đón trong những video sau của Học viện Anime nha. Xin chào và hẹn gặp lại.